Làm gì vậy bột? Bông sáng hái 4 bông, này mai nở, cây có chút chéo bò. Dạ. Quá chừng nụ. Rớt hột lên. Rớt hột lên mấy cây rồi? 1, 2 cây. Tay ôm hai tay cầm gì ngon ngon nằng làng bỏ chỗ ngủ. Chở em miếng đây con, mới có chở vậy nó không chịu xuống đâu. Để có trớn lên đạp. Gần 6 giờ chứ. Chạy em vòng qua lại. Vậy á? Con hiếp mon tao vậy. Mon. Con hiếp con quá mà. Ôi thấy mặt kỳ của con hiếp con mẹ. Không có cái gạo mà nó cắn con luôn á mẹ ơi. Con hiếp mon tao nha cha. Này nữa. Thôi con lên cái chỗ đó chị hư bánh xe. Quẹo quá. Hư bánh xe nè, mẹ nó không nghe đâu. Không xì. Mít nè. Mít có vài trái.
Chở em miếng ở đây. Chở vòng ở đây.